Xin chào tất cả các bạn thân mến đã Yellow, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với Pokemon Expert Emerald Randomizer Weblog. Như các bạn cũng biết thì ở video trước chúng ta vừa mới đánh bại xong Flannery là huấn luyện viên trưởng của phòng thể thao hệ lửa trong một trận đấu đầy khó khăn, đầy cam go để giành được huy hiệu thứ tư trong cái chuyến hành trình này. Và sau đó thì mình cũng đã cùng khám phá cái vùng sa mạc cũng giống như là cái tháp Mirage, cái tháp ảo ảnh, và lấy được hai cụm hóa thạch là Clefossil và Root Fossil hả? Thì nói chung hai cụm này có thể được phục hồi thành hai con Pokemon là Lily và Enoris. Và bình thường nếu mà trong những cái series trước á, thì mình cũng sẽ cùng phục hồi một cái thôi, và một cái cục cục hóa thạch còn lại thì mình sẽ để trong túi mãi mãi và không bao giờ sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì trong series này mình khá là thiếu hụt về cái vấn đề nhân sự, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng phục hồi hai cái này luôn. Mình vẫn bây giờ thì mình không có nhớ được là phải đi đến đâu mới có thể làm được cái trò đó, nhưng mà tạm thời cái tinh thần là như vậy. Dù sao thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại thành phố Peterburg, thành phố của ông già, thành phố có phòng thể thao của ông già của mình, để thách đấu với ông và giành được huy hiệu thứ tư trong cái win cho huy hiệu thứ năm trong cái chuyến hành trình này. Và để chuẩn bị cho việc này thì mình cũng đã luyện level cho đội hình của mình một tí xíu. Bây giờ thì tụi nó vào khoảng level 46 rưỡi, chỉ có Scott và Mischer là lên level 47 thôi. Mình ưu tiên luyện cho hai đứa này trước, bởi vì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái cặp đôi Scott và Mischer trong cái phòng thể thao này. Cái lý do thì cũng đơn giản lắm, bởi vì Scott là hệ ma cho nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái đòn hệ thường. Mình biết là Pokemon hệ thường thì thường sẽ có thể học được rất là nhiều đòn từ những cái hệ khác nhau, giống như là hệ lửa, hệ điện và hệ băng hay này nọ, nói chung rất là nhiều. Và như vậy thì cái việc mà con Scott sở hữu cái hệ ma cũng không có ảnh hưởng lắm khi mà đối phó với những con Pokemon cao cấp, cho nên là cũng không có chắc lắm. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà so sánh á, thì mình thấy Scott và Mischer sẽ có lợi thế hơn là những con Pokemon khác khi mà đối phó với những con Pokemon hệ thường trong cái phòng thể thao này, cho nên là tại sao không. Dù sao thì mình cũng sẽ cùng chiến đấu với những huấn luyện viên trợ lý xem coi là cái level của những con Pokemon của ông Norman là ông già của mình là vào khoảng bao nhiêu. Ôi mẹ kiếp, tụi này tới 45 lần hả? Ok, chứ sao vậy thì mình cũng đã đánh rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng cố gắng hoàn thành cái trận đấu này đã. Lúc đầu thì mình cũng đã có ngờ ngợ rồi, bởi vì mình thấy là giữa cái khu vực phòng thể thao thứ tư và phòng thể thao thứ năm không có một cái khu vực nào ở giữa cả. Nghĩa là bình thường sau khi chúng ta hoàn thành xong một cái phòng thể thao á, thì mình sẽ có một cái chuyến hành trình nhỏ, dạng như là đánh bại team Aqua, đánh bại team Magma, hoặc là tìm những cái món đồ đặc biệt cho mỗi khu vực nhất định nào đó để đem về cho người yêu cầu, chứ không phải là liền lạc như hai cái phòng thể thao thứ tư và thứ năm trong cái vùng hoen này. Cho nên là mình cũng đã tinh ý và luyện tụi nó lên khá. Hồi video trước thì tụi này vào khoảng level 42 hay sao phải không? Và mình nghĩ là hai phòng thể thao cách nhau thì chắc cũng không có nhiều lắm đâu hả? Chắc cũng không có chênh lệch nhiều lắm đâu hả? Cho nên mình luyện nó lên, mình luyện những con Pokemon trong đội hình của mình lên khoảng level 46 và 47, nghĩa là cách khoảng 3 hoặc 4 level so với video trước. Nói chung để phòng ngừa thôi. Nhưng mà có vẻ như chừng đó vẫn là không đủ. Có đáng lẽ là mình nên luyện tụi này lên thành 50 hoặc là 50 cộng thì sẽ dễ thở hơn chút xíu. Nhưng mà như sao thì mình sẽ cố gắng đánh bại những huấn luyện viên trợ lý trong cái phòng thể thao này trước khi đối mặt với ông Norman. Và nếu mà trong cái khoảng thời gian này mình cảm thấy rằng tụi này quá mạnh, tụi này quá khủng khiếp, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng quay ra ngoài và luyện level cho đội hình của mình một tí xíu trước khi đối mặt với ông già của mình để giành lấy huy hiệu thứ năm. Dù sao thì ở đây chúng ta sẽ đối đầu với Cacleon, và mình sẽ sử dụng cái đòn Rock Smash xem coi như thế nào. Đấy, thêm một lần Rock Smash. Hồi nãy không lẽ mình dùng tới 6 lần Winter? Đúng rồi, hồi nãy không lẽ mình dùng tới 7 lần Rock Smash để hạ gục cái con Furret ở cái chỗ đầu tiên hả ta? Không lẽ nhiều vậy? Ok, sao cũng được, ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Rock Smash thêm một lần nữa để đánh bại Rigger Cacleon. Con này mạnh vậy ta? Thêm lần nữa xem coi. Cái tuổi khỉ này. Rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là từ bây giờ trở đi thì không chỉ có những huấn luyện viên trợ lý, không chỉ có những huấn luyện viên trưởng, mà cả những huấn luyện viên trợ lý đều có thể sử dụng những cái như là Hyper Potion hoặc là tương tự, cho nên là mình cũng sẽ phải đề phòng một tí xíu. Dù sao thì hồi nãy ở bên dưới thì có thêm hai cái cửa, còn cái này thì chỉ có một cái cửa thôi, cho nên là cũng không có biết mình có đi đúng đường hay không. Dù sao thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi Mischer có thể thể hiện được gì với những con Pokemon của những huấn luyện viên trợ lý trong cái phòng thể thao này. Đáng lẽ là mình nên dạy cho con Mischer cái đòn Rock Smash luôn, cái đòn hệ võ sĩ duy nhất trong cái túi của mình, bởi vì như vậy thì chúng ta cũng có thể đối phó dễ dàng hơn với những con Pokemon hệ thường ở đây. Nhưng mà xét ra thì cái đòn Rock Smash, cái sát thương của nó không có mạnh lắm, chỉ có 45 thôi, trong khi những cái đòn như là Slash hay là Strength, hoặc là chỉ có Slash và Strength thôi, thì sức sát thương của tụi nó tới 80 lận, cho nên là mình nghĩ là như vậy, để như vậy cũng sẽ hợp lý hơn tí xíu.
Dù sao thì vừa rồi, con Misha của mình vừa mới rơi vào trạng thái ngủ sau cái đoạn sing của con Wigglytuff ở đây. Và chúng ta cũng đã chữa trị cho cái dị trạng đó bằng một cái awakening. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ kết thúc trận đấu này bằng một đòn slash. Alright, và... Rồi, đây chính là cái phòng của ông già của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng quay lại và đánh bại những huấn luyện viên trợ lý mà hồi nãy mình chưa gặp trong cái phòng thể thao này xem coi như thế nào. Alright, ở đây lại có thêm hai cái cửa nữa. Đầu tiên là Zengu, con này thì mình sẽ dùng một cái đoạn slash đủ rồi ha. Ôi mày kiếp. Bây giờ thì nếu mà mình tấn công tiếp thì con Misha có chết không ta? Nó không có biết nữa. Được rồi, mình sẽ thử tung ra Scott xem coi như thế nào. Nó sẽ sử dụng một cái Hyper Potion, đáng lẽ là mình nên... Ok, sao cũng được, ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái đoạn Rock Smash xem coi như thế nào. Ôi đó có đồng Pursuit, khủng khiếp quá. Được rồi, hồi máu cho Scott ngay lập tức, ngay tấp lự. Lại là một đồng Pursuit nữa. Mình nghĩ là con Scott vẫn có thể đi đủ đô để chịu thêm một đồng Pursuit nữa trước khi chúng ta đổi ra Misha, cho nên là da mình cũng sẽ làm điều đó luôn. Nó sẽ sử dụng một đồng Pursuit, và đúng như mình nghĩ thì Scott cũng đã sống sót. Còn bây giờ thì mình sẽ phải hồi máu cho Misha một chút xíu bằng một cái Super Potion. Khủng khiếp quá, trời đất ơi. Rồi, chết ngộ rồi. Giờ sao đây? Được rồi. Mình sẽ đổi Scott ra trong trường hợp này. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng hồi máu cho Scott. Và sau đó thì mình cũng sẽ tranh thủ những cái lượt tiếp theo để hồi máu cho Misha, như vậy thì sẽ hợp lý hơn phải không? Rồi, bây giờ lại hồi máu cho Scott thêm một lần nữa. Và... Thêm một lần nữa đi, ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng sử dụng một cái Super Potion để hồi máu cho Misha. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tung ra con gấu này để kết thúc con Zengu ở đây. Một cái đòn Slash. Mất bao nhiêu cái Super Potion mới có thể hạ gục được con nhỏ huấn luyện viên trợ lý này. Thiệt là mệt. Đây là cái phòng hồi nãy không ta? Đúng rồi, đây là cái phòng hồi nãy nè. Vậy thì chúng ta cũng sẽ cùng đi qua bên đây và thách đấu với con nhỏ này. Từ từ, mình sẽ phải hồi máu cho hai cặp này đi, cái cặp này tí xíu. Hồi máu cho Misha, hồi đầy luôn đi. Và sau đó là Scott ở đây. Xem coi đây chúng ta gặp được gì. Một cái đòn slash rất là đủ chứ hả? Ôi trời đất ơi, minimize có một lần mà cũng hụt được hả? Thiệt luôn. Nó cái đòn strength xem coi như thế nào. Thêm một lần strength nữa. Ôi mẹ kiếp. Đáng lẽ là hồi nãy nên sử dụng cái đòn Fire Attack luôn. Cái đòn đó thì sẽ không bao giờ hụt, cho nên là trong lúc mình làm nhảm thì đáng lẽ là mình nên sử dụng cái đòn Fire Attack ở đây. Nhưng mà lúc đó thì mình đang bận nói, cho nên là cũng không có làm được. Cuối cùng thì cũng trúng, nhưng mà cái đòn đó thì không có gây được bao nhiêu sát thương cho con Clefable này cả. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại sử dụng cái đòn Strength ở đây và hy vọng rằng nó sẽ trúng. Tuyệt vời. Và... ở đây chỉ còn một phòng thôi phải không? Đúng rồi, đây chỉ là cái phòng huấn luyện viên trưởng luôn, cho nên chúng ta cũng sẽ cùng quay ra ngoài, quay ra cái cửa đầu tiên luôn và qua cái cửa thứ hai. Quên cái cửa bên trái chứ phải, cái cửa thứ hai. Và ở đây còn lại có thêm hai cái phòng khác nữa, nói chung trong đấy rất là nhiều. Mình nghĩ như vậy chắc cũng được rồi không? Hãy cùng thách đấu với thằng này xem coi như thế nào. Đầu tiên là Mewtang, nó chỉ có một con là Mewtang thôi phải không? Mình cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn slash ở đây xem coi như thế nào. Chúng ta có được một cái critical hit và Mewtang cũng đã xuống máu đỏ rồi. Và con Mewtang ở đây cũng đã sử dụng cái đòn 3, cho nên nó cũng sẽ phải chờ thêm một lượt nữa trước khi tấn công chúng ta. Cho nên là mình cũng có thể sử dụng thêm một lần slash nữa và kết thúc con bò này luôn. Thật ra là cái slash thứ hai cũng là một cái critical hit, cho nên là cũng khá là hên. Dù sao thì defense room, cái phòng này là hồi nãy mình vào rồi không nè, có cái cửa bên đây là như là vào rồi. Chúng ta cũng sẽ cùng đi qua cửa bên trái. Và ở đây là có một cái thằng khác nữa. Từ từ để xem coi. Misha thì cũng sắp lên level rồi ha. Scott thì thấp hơn tí xíu, cho nên là mình cũng sẽ luyện level cho Misha lên thành 48 trước khi chúng ta tiếp tục. Đây là một con Kecleon, và mình sẽ sử dụng một cái đòn slash đi ha. Một lần nữa. Thằng khỉ này có Hyper Potion, quên mất. Misha vẫn chưa lên được level 48 hả? Thiệt là tệ. Và đây là cái phòng cũ mà phải không?
Như vậy là chúng ta cũng đã đánh bại tất cả những huấn luyện viên trợ lý trong cái phòng thể thao này rồi, và thật sự là mình cũng không có tự tin lắm về cái khả năng chiến thắng của chúng ta trước khi đối mặt với ông Nam bên lọng dạ của mình, cho nên là mình cũng sẽ cùng quay ra ngoài và luyện level cho đội hình của mình một tí xíu trước khi đối mặt với ông Norman. Mình sẽ trở lại ngay sau đây. Ok, mình đã trở lại sau khoảng 45 phút hay một tiếng gì đó luyện level cho đội hình. Ở trong cái bản này thì cái việc luyện level rất là khó khăn, bởi vì chúng ta không thể gặp được những cái nhân vật đặc biệt giống như trong cái bản Blaze Black 2. Nếu bạn nào còn nhớ thì trong cái bản Blaze Black 2 chúng ta cũng đã có thể gặp được những huấn luyện viên đến từ vùng Hoen, và khi mà mình nói chuyện với tụi nó thì tụi nó cũng sẽ chiến đấu với mình, và cái việc này có thể được lặp lại mãi mãi cho đến khi mình chán thì thôi, và như vậy thì cũng sẽ rất là tiện lợi. Nhưng mà trong cái bản hát này thì người ta đã không cân nhắc cái việc đưa vào những cái nhân vật như vậy. Thứ hai á, là những cái mã giống như là tăng kinh nghiệm hay là đấu lại với những huấn luyện viên mà mình đã gặp cũng không có hoạt động. Mình không có biết là tại sao, có thể là mình đã làm sai một hoặc hai lần, hoặc là mình vẫn chưa tìm đúng cái mã mà mình cần thiết. Nhưng mà đại loại á, là trong cái khoảng thời gian này mình cũng đã và đang phải luyện level chay bằng cách đánh những cái con Pokemon hoang dã, và mình cũng đã phải trở lại cái vùng, trở lại cái khu vực cáp treo ở trên cái thành phố Leverage để chiến đấu với những con Pokemon hoang dã đó, bởi vì đó là nơi sở hữu những con Pokemon hoang dã có level cao nhất trong cái chuyến hành trình này mà mình gặp được. Còn những cái chỗ khác thì mình chưa đến được, cho nên cũng không có biết làm sao. Nhưng mà dù sao thì chỉ muốn nói ở đây là những cái mã mà mình kiếm được không có hoạt động trong cái bản game này, trong cái series này, và mình cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn, rất là ức chế. Nhưng mà dù sao thì bây giờ đội hình của mình cũng đã lên được level 52 rồi, và cùng với đó thì tụi nó cũng đã học được thêm một lố đòn mới. Thứ nhất là Scott học được thêm hai đòn là Ice Punch và Thunder Punch. Thật ra là còn Fire Punch nữa, nhưng mà mình không muốn xóa đi cái đòn Night Shade, bởi vì cái đòn này như mình đã đề cập ở những video trước rồi, đó là nó cũng sẽ trở nên rất là mạnh. Nó sẽ mạnh hơn khi mà con Scott trở nên mạnh hơn, cái điều này là hiển nhiên với những cái đòn bình thường rồi, phải không? Nhưng mà đại loại cái đòn này sẽ phụ thuộc vào level của Scott. Dạng như sau này Scott level 100 thì nó sẽ gây được 100 sát thương, 90 thì nó sẽ gây được 90 sát thương, và cái điều đặc biệt ở đây á là nó sẽ không phụ thuộc vào cái hệ của đối phương, cho nên á dù đó là một con hệ rồng, hệ ma, hệ thép, hệ võ sĩ hay sao đó thì nó cũng sẽ phải mất cái lượng máu tương tự với cái level của Scott đang có hiện tại. Và đồng ý là cái hệ ma thì không thể, những cái đòn hệ ma thì không có thể gây được tác dụng nào đối với những con hệ thường, đặc biệt là trong cái phòng thể thao này. Nhưng mà mình nghĩ là cái đòn này là sử dụng cho tương lai cho nên vẫn nên giữ lại. Ngoài ra thì cái đòn Rock Smash thì mình cũng đã rất là muốn xóa đi bởi vì sát thương của nó không có mạnh. Đồng ý là hệ võ sĩ thì cũng có thể khắc chế được những combo hệ thường đó, nhưng mà bởi vì cái công vật lý của con Scott này quá thấp đi, cơ chỉ có 85 mà thôi, chỉ có 92 mà thôi, cho nên là cũng không có mặn mà gì lắm. Cái đòn Ice Punch và Thunder Punch thì cái sức sát thương mà tụi nó có thể gây ra được là 75, cho nên là cũng có khá khẩm hơn tí xíu. Ngoài ra thì tụi nó còn có thể gây ra được những cái trạng thái đặc biệt giống như là tê liệt hay đóng băng, cho nên là mình cũng có thể tận dụng được trong một số trường hợp nhất định. Còn Rock Smash thì cũng không có thích lắm, nhưng mà bây giờ thì không có xóa được cho nên là vẫn phải giữ lại. Còn Michelle thì có thêm được một đòn mới, đó là Thrash. Cái đòn này thì có sức sát thương là 90 và độ chính xác là 100, cho nên cũng rất là hữu dụng. Nhưng mà cái điểm trừ ở đây, thứ nhất là chúng ta không thể chọn mục tiêu trong những cái trận đánh đôi. Thứ hai là sau khi mà sử dụng cái đòn này khoảng 2 hoặc 3 lượt thì con Pokemon của mình ở trong trường hợp này là Michelle sẽ lâm vào cái trạng thái rối trí, và như vậy thì cũng không có hay ho gì cả, cho nên là cũng không phải là một cái đòn mạnh. Nhưng mà trong thời gian hiện tại thì mình không có, mà mình vẫn còn một cái đòn khá là vô dụng trước khi mình luyện level là Rest, cho nên là mình nghĩ xóa đi cái đòn đó để lấy đòn này thì cũng khá là hợp lý. Dù sao thì Scarlet có thêm được hai đòn mới, đó là Outrage và Blizzard. Cái đòn Outrage thì cũng tương tự với cái đòn Thrash hồi nãy, nó sẽ tấn công 2 hoặc 3 lượt ngẫu nhiên, và sau khi tấn công xong á thì component của mình là Skyler sẽ ra mở trạng thái rối trí. Và ngoài ra thì cái đòn Blizzard thì các bạn cũng biết rồi, sức sát thương là 120, độ chính xác là 70 và có khả năng gây ra trạng thái đóng băng cho đối phương luôn. Nhưng mà tất cả những cái đòn này bao gồm cái đòn Dragon Breath vừa rồi, không phải vừa rồi mà trước đây á, thì mình thật sự là cũng không có mặn mà lắm. Cái vai trò chính của Skyler trong cái đội hình ở thời điểm hiện tại đó là chỉ sử dụng cái đòn Sing để đưa đối phương vào trạng thái ngủ, và sau đó thì mình cũng sẽ tung Oprin ra để giải quyết hậu sự. Nói chung như vậy sẽ hợp lý hơn. Có những cái đòn mạnh thì cũng sẽ rất là tuyệt vời, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ cần cái đòn Sing này thôi. Tiếp theo là Oprin. Oprin chính là cái con Pokemon gây cho mình nhiều thất vọng nhất trong cái giai đoạn luyện level này, bởi vì nó không có học được thêm bất kỳ đòn nào mới cả. Từ cái hồi mà nó học được cái đòn Sludge Bomb là vào khoảng level 41 hay sau đó, cho đến cái thời điểm này thì nó không học được thêm bất kỳ đòn nào mới. Và như vậy là mình nghĩ rằng có thể cái đòn Sludge Bomb là đòn cuối cùng mà con này có thể học trong cái bản game này không ta? Nếu mà như vậy thì thật sự là không
không công bằng một tí nào. Bởi vì Oberyn cho đến tính cho đến thời gian hiện tại á, thì nó là thành viên quan trọng nhất trong cái series này, và mình muốn nó vẫn có thể giữ cái vị trí này, vẫn có thể giữ cái vị thế này cho đến khi kết thúc game. Và nếu mà cái điều này không được thay đổi, nghĩa là cái hệ thống đoàn này không được thay đổi thì dần dần nó cũng sẽ bị tụt lại. Bởi vì sau này thì những cái con như là Gwen hay là Vi cũng sẽ học được thêm những cái đoàn rất là mạnh. Thật ra bây giờ tụi nó cũng đã học được những cái đoàn rất là mạnh rồi. Và như vậy nếu mà cái tình hình này cứ tiếp tục á, thì Oberyn sẽ phải tụt lại phía sau. Và như vậy thì mình cũng không có muốn tí nào. Dù sao thì tới đó ăn hay hầm. Ở Gwen thì có học thêm được một đòn mới, đó là Psychic. Cái đòn này thì cũng giống như là một phiên bản nâng cấp của Psybeam, nhưng mà có chỉnh sửa tí xíu. Psybeam thì có sức sát thương là 65 và có hiệu ứng gây ra trạng thái rối trí cho đối phương. Còn Psychic thì có sức sát thương là 95 và có thể giảm sức phòng thủ phép thuật của đối phương luôn. Như vậy thì cái sức sát thương gây ra được từ những cái đòn tấn công của mình ở trong trường hợp này là Gwen cũng sẽ được nâng lên phần nào trong những cái lượt tiếp theo. Vậy đi ha. Còn Vi thì có thêm được một đòn flamethrower. Cái đòn này thì như các bạn thấy, sức sát thương là 100 và độ chính xác là 100, cho nên có thể nói đây là một trong những cái đòn mạnh nhất trong game này. Và cái lợi ở đây là cái đòn này dù có sức sát thương và độ chính xác là 100 như vậy, nhưng mà nó không có bất kỳ cái hiệu ứng nào có thể gọi là tiêu cực. Ngoài ra trái lại thì nó còn có thể gây ra được trạng thái phỏng cho đối phương được, cho nên là cũng khá là tiện. Cái hồi đó khi mà học được cái đòn này thì mình có ấn tượng là nhây, đòn phép thuật hả, có thể là mình cũng sẽ dạy cho nó nhưng mà mình sẽ không bao giờ sử dụng đâu. Nhưng mà sau khi xem xét lại thì con Flareon dù rằng nó có sức sát thương phép thuật là 120, nếu mà so với sức sát thương vật lý là 156 thì cũng không phải là nhiều nhận gì. Nhưng mà nếu chúng ta xem qua những combo còn lại trong đội hình của mình, giống như là Gwen ở đây, Gwen là combo thiên về sức tấn công phép thuật, cho nên là chắc chắn là chỉ số công phép thuật của nó phải cao hơn Vi rồi. Nhưng mà như các bạn thấy thì cái độ chính cái chênh lệch cũng chỉ là 26 điểm mà thôi, cũng không phải là quá nhiều. Và nếu mà mình so sánh cái sức tấn công của Vi, sức tấn công phép thuật của Vi với những combo còn lại, giống như là Oberyn 114 hay là Skyler 106, Misha 74 và Scott 85, thì thật sự là con số 120 có thể nói là vượt trội. Và như vậy á, thì mình cũng đã đi đến kết luận là nếu mà sau này cần thiết á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái đòn flamethrower này mà không cần phải quá lăng tăng. Ít nhất á, thì cái sức sát thương 100 của nó cũng có thể bù lại cho cái sự chênh lệch giữa công vật lý và công phép thuật. Khi mà chúng ta sử dụng cái đòn flame wheel là chỉ có sức sát thương là 70 mà thôi. Hết hơi. Nhưng mà dù sao thì và bị chính thôi ha. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng thách đố với ông già của mình là Norman và cố gắng dịch được huy thứ 5 trong cái chuyến hành trình này mà không phải chịu quá nhiều thiệt hại về nhân lực. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đối phó với Blitzy và Granbull, cả hai con này nữa là level 48. Thật ra là hồi đó mình nhớ trận đấu với ông Norman, ông già của mình sẽ là một trận đấu đơn chứ không phải là đấu đôi, cho nên là có lẽ như mình đã nhớ sai. Dù sao thì với khoảng cách 4 level, hai con bom của mình là Scott và Misha cũng sẽ có được một lợi thế nho nhỏ, thật chỉ là nho nhỏ thôi. Bởi vì dù rằng cách 4 level như vậy nhưng mà những cái chỉ số về tốc độ, sức tấn công vật lý và sức tấn công phép thuật của Scott đều rất là thấp, cho nên là cũng không thể tin tưởng được. Dù sao thì ở đây vì vậy cho nên là mình cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Ice Punch và Thunder Punch, và hy vọng rằng mình sẽ đủ may mắn để những cái đòn này có thể tạo ra được những cái hiệu ứng của tụi nó là đóng băng và tê liệt đối với con Granbull. Con Blitzy thì mình sẽ không tấn công mà để nó ở đó luôn, bởi vì con này dù rằng có máu rất là đô nhưng mà những cái chỉ số khác giống như tấn công phép thuật hay tấn công vật lý thì cũng không gì đáng chú ý, cho nên là chúng ta cũng có thể thảnh hơi được tí xíu. Dù sao thì mình sẽ cùng sử dụng cái đòn Ice Punch với Granbull, và Misha thì sẽ sử dụng cái đòn Slash cũng với Granbull luôn. Alright. Ok. Misha bị giật xuống còn máu vàng sau hai cái lượt tấn công đầu của Blitzy và Granbull. Cơ bản như là tụi này cũng sẽ tấn công con Misha trước. Dù sao thì vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Ice Punch với Granbull thêm một lần nữa, và Misha thì cũng sẽ sử dụng cái lượt của chính nó để hồi máu. Ok. Bây giờ thì con Blitzy sẽ sử dụng cái đòn Attract. Mình sẽ sử dụng cái đòn Ice Punch với Granbull. Hồi nãy là tại sao con Scott của mình không tấn công ta, mình cũng không có hiểu được. Sao cũng được, ở đây thì Misha cũng sẽ làm điều tương tự như hồi nãy, đó là sử dụng cái đòn Slash với con Granbull luôn. Hình như là hồi nãy con Scott đã tấn công phải không ta? Mình nhớ là như vậy. Không biết nhớ đúng hay không, quá đầu óc bây giờ lú lạc hết mẹ rồi. Mình chắc chắn là lượt tiếp theo thì ông Norman là ông già của mình sẽ sử dụng một cái Hyper Potion hay sao đó để hồi máu cho Granbull. Cho nên là mình cũng sẽ làm điều tương tự với Misha luôn.
Nếu mà mình có thể mua được những cái Hyperfusion tại thời điểm này thì cũng sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một lượt. Nhưng mà bây giờ thì không có được như vậy, cho nên là đúng rồi, má, hồi nãy là con Granbo nó đã tích tụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời, cho nên là chúng ta cũng có thể tấn công được nó ngay ở cái lượt đó luôn. Không có để ý, bỏ mất cơ hội, bỏ qua cơ hội có thể hạ gục được Granbo rồi. Nhưng mà dù sao thì bây giờ cũng không có thời gian để mà hối hận nữa, chúng ta sẽ cùng tấn công lại con Pokemon này. Và Misha cũng sẽ làm điều tương tự luôn. Nè, chắc chắn là ông sẽ sử dụng một cái Hyper Potion. Và vừa rồi thì con Scott của mình cũng đã phải chịu cái hiệu ứng của cái đòn Attract và không thể tấn công con Granbo được, khá là tệ. Dù sao thì bởi vì như vậy rồi cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái Super Potion để hồi máu cho Misha. Và cái lượt của Misha thì sẽ được sử dụng để chúng ta dùng cái Paralysis Seal giải dị trạng cho nó luôn. Ở đây thì con Granbo lại tiếp tục thu thập năng lượng mặt trời để tung ra cái đòn Solar Beam ở lượt tiếp theo. Cho nên là mình cũng sẽ tranh thủ cơ hội này để tiếp tục sử dụng cái đòn Ice Punch với nó. Và Misha cũng sẽ làm điều tương tự như nãy giờ nó đã làm, đó là sử dụng cái đòn Slash. Ok. Wow. Cầu được ước thấy, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một cái critical hit để hạ gục được con Pokemon là Granbo rồi. Misha ở đây thì lại bị tê liệt tiếp. Thiệt là tại bây giờ thì mình cũng sẽ cùng làm cái điều tương tự hồi nãy giờ với Slate King đi ha. Một đòn Ice Punch với Slate King và Misha thì cũng sẽ sử dụng một cái Super Potion để hồi máu chính nó. Thật ra là mình nghĩ mình nên sử dụng luôn cả hai cái lượt của Scott và Misha để hồi máu cho Misha luôn. Như vậy thì sẽ an toàn hơn. Ok, xem coi như thế nào. Blitzy đã sử dụng cái đòn Hyper Beam. Và Misha vừa Owen và Slate King vừa mới sử dụng cái đòn Facade để tấn công Misha. Như vậy cũng khá là tệ. Nhưng mà ở cái lượt tiếp theo thì chắc chắn là Blitzy và Slate King đều không thể tấn công. Cho nên là mình cũng có thể tranh thủ và hồi máu cho Misha được rồi. Một cái nè. Hai cái nè. Này. Và bây giờ thì mình cũng sẽ sử dụng cái lượt này để hồi đầy máu cho Misha. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ giải tê liệt cho nó luôn. Như vậy thì trận đấu sẽ quay về và xuất phát. Con khỉ này bây giờ sử dụng cái đòn Double Edge. Và Misha vừa mới lại phải nhận cái đòn Body Slam từ Complexy. Và lần này thì nó lại bị dính cái trạng thái tê liệt nữa. Mình không có biết tại sao con Misha dễ bị dính tê liệt như vậy. Thiệt là tại, dù sao thì ở cái lượt tiếp theo con Slate King sẽ phải nghỉ mệt. Cho nên là chúng ta cũng có thể tranh thủ cái khoảng thời gian này. Không, mình nghĩ là trước sau gì Misha cũng sẽ chết trong cái lượt tiếp theo thôi. Bởi vì con Slate King, con Slate King phải nghỉ mà phải không nói. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng hồi đầy máu, không phải hồi đầy máu mà hồi máu cho Misha. Và Misha thì cũng sẽ làm điều tương tự với chính nó luôn. Nãy giờ cái trận đó không có tiến triển được tí nào cả. Hồi đầy máu cho Misha. Khoan từ từ. Ok, đây là đoàn Facade và đây là đoàn Hyper Beam. Ở lượt tiếp theo thì cả hai đứa này đều sẽ phải nghỉ, cho nên là mình cũng sẽ hồi đầy máu cho nó. Nãy giờ cứ phải tốn thêm hai lượt để hồi đầy máu cho Misha mẹ kiếp. Thì là tệ. Bây giờ thì mình nghĩ là Scott sẽ sử dụng cái lượt của nó để giả tê liệt cho Misha. Và Misha sẽ tấn công luôn ngay lượt này. Như vậy thì sẽ tiện hơn. Nói chung được ăn cả ngã về không mà thôi, mình cũng không có muốn phải mất quá nhiều thời gian để hồi máu cho Misha nữa. Dù sao thì ở đây nó sẽ xuyên một cái đòn Slash để tấn công Slate King. Ok, Misha ở lượt này thì nó vẫn còn sống. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cái lượt tiếp theo, hai cái lượt của Scott và Misha để hồi máu cho Misha. Như vậy đi ha. Mình biết là như vậy thì cũng không phải là hay ho gì, trận đấu này cũng sẽ kéo dài rất là lâu, nhưng mà thật sự là mình không còn cách nào khác cả. Nếu mà chúng ta kiếm được mấy cái Hyper Potion thì cái trận đấu này cũng sẽ diễn ra nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà ít nha. Thật là tại khi mà giờ mình không có làm được như vậy. Mình sẽ sử dụng cái đòn Ice Punch với Slate King và Misha cũng sẽ làm điều tương tự luôn. Mình nghĩ là con Slate King tiếp theo cũng sẽ giết được Misha đó. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình hồi bạc hậu sạch thì cũng sẽ không đủ máu, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng tranh thủ khoảng thời gian này để gây ra được càng nhiều sát thương cho con Slate King càng tốt. Một đòn Slash và hy vọng rằng đòn này cũng sẽ là một cái critical hit, chứ nếu không thì Misha cũng sẽ chết trong vô ích mà thôi. Ở đây cũng không phải vô ích, nhưng mà nói chung là các bạn hiểu ý mình. Nó có thể tấn công hụt. Hồi nãy mình định nhắm vào con Slate King chứ không phải là Blitzy. Ôi trời đất ơi.
Chứ sao vậy thì Misa chết. Cái này là mình cũng đã thấy được ở mấy cái lượt trước rồi. Thật ra con Slay King quá mạnh và con Blitzy thì nó cứ sử dụng cái đòn Body Slam và mình cứ nhận cái trạng thái tê liệt hoài như vậy thì cũng tốn rất là nhiều thời gian. Chứ sao thì bây giờ mình sẽ phải lựa chọn giữa Skyler và Gwen để nghênh chiến với hai con Pokemon này. Và mình nghĩ là mình sẽ tung Skyler ra. Cái lý do đơn giản là bởi vì con này có cái đòn Sing và như vậy thì cũng sẽ giúp ích được cho mình rất là nhiều trong những cái lượt tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái đòn Ice Punch để tấn công con Slay King. Còn Skyler thì quá rõ ràng rồi ha, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Sing cùng với con Pokemon này luôn. Ok, bây giờ thì nó cũng đã rơi vào trạng thái ngủ rồi và chúng ta cũng có thể thảnh thơi tí xíu. Tuyệt vời. Bây giờ thì mình cũng sẽ cùng tấn công con Slay King để hạ gục được nó luôn ha. Một đòn Ice Punch với Slay King và mình có nên sử dụng Blizzard không ta? Không, cứ chơi Dragon Breath thôi cho an toàn. Một đòn Dragon Breath cùng với Slay King luôn như xem coi như thế nào. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Yes, yes. Ok, con Skyler của mình cũng đã rơi vào cái trạng thái bị tê liệt nhưng mà cái điều đó cũng không có hề gì khi mà chúng ta cũng đã có thể hạ gục được Slay King rồi. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ phải cùng tranh thủ hai cái lượt tiếp theo để hồi máu cho Skyler. Skyler cũng sẽ làm điều tương tự ở đây luôn. Dizzy Punch không sao cả. Mình cũng sẽ cùng tranh thủ cái lượt của Scott để hồi đầy máu cho Skyler. Và ông đáng lẽ là hồi nãy nên giả tê liệt cho Skyler để nó có thể ru ngủ con Kangaskhan luôn. Nhưng mà bây giờ thì hối hận cũng muộn rồi. Chúng ta cũng sẽ cùng giả tê liệt cho nó. Xem coi như thế nào. Một đòn Crunch với Scott và một đòn Body Slam với Skyler từ con Blitzy. Còn bây giờ thì làm nè. Mình có nên hạ được con Blitzy chứ không ta? Yeah, mình nghĩ đây cũng là lúc thích hợp để hạ được con Blitzy đó. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn Ice Punch với Blitzy luôn. Và sau đó thì Skyler sẽ sử dụng một cái đòn Dragon Breath cùng với Blitzy. Con này thì không có cần ru ngủ đâu ha. Ok. Tuyệt vời. Bây giờ thì Blitzy cũng đã lâm vào trạng thái tê liệt rồi. Scott không thể tấn công mẹ kiếp. Sao cũng được, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái lượt tiếp theo để hồi máu cho Skyler. Nói chung là Skyler quan trọng hơn Scott rất là nhiều, cho nên nếu mà phải chọn một trong hai đứa phải chết thì mình sẽ giữ lại Skyler. Mấy cái Super Potion rồi, máu hết hồ hồi nãy tưởng hết. Bây giờ thì như vậy cũng là đủ rồi phải không? Một đòn Dragon Breath cùng với Blitzy xem coi như thế nào. Thật ra là hồi nãy cái đòn Dragon Breath của mình cũng đã không thể gây được quá nhiều sát thương cho Blitzy, cho nên cũng không biết sao. Cho nên là mình nghĩ trong cái lượt này chúng ta cũng sẽ cùng run ngủ cho Kangaskhan đi ha. Ít nhất là giảm thiểu cái lượng sát thương mà chúng ta có thể nhận được trong những cái lượt tiếp theo. Ok, may mắn là bây giờ thì nó cũng đã lâm vào trạng thái ngủ rồi. Con Blitzy nó có thể tấn công con Skyler của mình, nhưng mà bây giờ thì không có hề gì nữa, chúng ta cũng có thể thảnh thơi được tí xíu. Mình sẽ xin một cái đòn Ice Punch với Blitzy, còn Skyler thì cũng sẽ hồi máu cho chính nó bằng một cái Super Potion ở trong trường hợp này. Ôi con khỉ này, trời đất ơi. Con Kangaskhan, con Kangaskhan có thể dậy ngay ở lượt cái được ngay cái lượt ngủ đầu tiên hả? What the hell man, thiệt luôn. Hồi máu cho Skyler, nói chung việc này là ngày quan trọng hơn. Bây giờ thì mình cũng sẽ phải cùng tấn công con Kangaskhan, không, tấn công con Blitzy. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng ru ngủ con Kangaskhan như vậy đi ha. Ôi lần này thì tấn công hụt. Cái đòn sinh của mình vừa mới hụt và cái giá mình phải trả đó là việc mất máu của Scott, việc hy sinh vô ích của Scott. Scott từ đầu trận tới giờ không có giúp ích được nhiều. Đáng lẽ là mình không nên sử dụng cái cặp Scott và Misa trong trường hợp này, bởi vì tụi nó vẫn còn quá yếu khi thậm chí mà khi đối mặt với những con Pokemon hệ thường. Nhưng mà dù sao thì bây giờ chúng ta cũng sẽ phải cùng tung ra Oprin để đối mặt với hai con Pokemon này. Mình sẽ cùng sử dụng một cái đòn Sludge Bomb hay là Poison Tail ta, Sludge Bomb với Blitzy. Còn Skyler thì sẽ sử dụng cái đòn Sing để ru ngủ Kangaskhan. Bây giờ thì nó cũng đã lâm vào trạng thái ngủ thêm một lần. Hãy cùng cầu mong là nó không dậy ngay lượt đầu tiên. Con khỉ này có đòn Soft Boy, mẹ kiếp. Thêm một lần Sludge Bomb nữa với Blitzy và biết sao mình nghĩ là mình sẽ để Blitzy đó luôn và chúng ta cũng sẽ cùng tranh thủ tấn công con Kangaskhan trong trường hợp này. Tranh thủ lúc nó đang ngủ. Một đòn Sludge Bomb với Kangaskhan và một đòn Dragon Breath cùng với Kangaskhan. Đúng rồi đó, cái này hợp lý hơn nhiều nè. Ok, cho mày Citrus Berry luôn, một đòn Sludge Bomb với Kangaskhan và một đòn Dragon Breath cũng với Kangaskhan. Tuyệt vời, chúng ta hạ gục được ba con Pokemon đầu tiên của ông Norman rồi. Ừ.
Ok, bây giờ thì con Blissey này lại sử dụng một cái đòn attract với Oprin, cho nên mình cũng sẽ phải gặp khó khăn tí xíu. Hãy cùng hy vọng rằng một đòn Sludge Bomb ở đây cũng có thể đủ mạnh để giật được khoảng một nửa máu của Taurus. Còn Skylar thì cũng sẽ làm điều tương tự như nãy giờ nó đã làm, đó là sử dụng một cái đòn Sing với Taurus ở đây. Ok, cầu được ước thấy, bây giờ thì Taurus cũng đã bị ru ngủ rồi. Và Oprin cũng đã có thể tấn công. Tuyệt vời. Bây giờ thì mình cũng sẽ dồn hết cái hỏa lực để tấn công Taurus này. Nói chung là phải giết nó trước đi, nhìn nó nguy hiểm lắm. Trời đất ơi, một đòn Dragon Breath và một đòn Sludge Bomb để nhắm tới Taurus xem coi như thế nào. Thêm lần nữa, thêm một lần nữa. Oprin thì lượt này không thể tấn công bởi vì bị mê hoặc với Complete C. Thiệt là phiền, cái đòn đó phiền quá sức đi chó chết. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái lực của Oprin để hồi máu cho Skylar, và Skylar cũng sẽ cùng tấn công con Taurus bằng đòn Dragon Breath bởi vì sức sát thương của nó gây ra được sẽ nhiều hơn đòn Sludge Bomb. Tuyệt vời. Và bây giờ thì Taurus vẫn còn đang ngủ, thật là may mắn. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng kết thúc con Taurus này. Mình hy vọng là trong lượt này thì có cái đòn Dragon Breath của mình cũng có thể tấn công luôn con Taurus, mà nếu may mắn thì nó cũng có thể hạ gục được luôn. Ý mình nói hồi nãy là có đòn Sludge Bomb có thể tấn công được con Taurus, nhưng mà dù sao thì hãy xem đã. Một đòn Dragon Breath ở đây tuyệt vời hơn nữa, khi mà chúng ta cũng có thể hạ gục được con Taurus bằng một đòn, bằng một cái critical hit. Bây giờ thì Oprin sẽ tấn công luôn con Stantler bằng cái Sludge Bomb. Tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ phải làm sao ta? Mình có nên sử dụng Swagger không? Mình cũng đang rất là băn khoăn. Mình nghĩ là mình nên sử dụng hết cái Sludge Bomb này rồi dính sau. Một đòn Sludge Bomb với Stantler. Và cũng tương tự như hồi nãy, đây là một đòn sinh dành cho Stantler. Ok, cầu được ước thấy, đánh mà cứ năm ăn năm thôi vậy cũng không biết làm sao mới khá được. Nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác cả. Mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái đòn Sludge Bomb với Stantler, hoặc là mình có thể sử dụng cái đòn Swagger. Mình nghĩ là khi mà con Stantler tỉnh dậy thì nó cũng có thể hạ gục được Oprin hoặc là Skylar trong một lượt đầu tiên luôn. Cho nên là cái việc gia tăng chỉ số tấn công của nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà chủ yếu ở đây á là chúng ta cũng sẽ có được cơ hội, con Stantler sẽ tự đánh chính bản thân của nó. Và như vậy thì mình cũng sẽ có được một cái lợi thế không nhỏ. Cho nên là chơi an toàn thì cái này là an toàn hơn cái Sludge Bomb đó. Một đòn Dragon Breath với Stantler đây xem coi như thế nào. Tuyệt vời. Oprin. Oprin không thể tấn công, what the hell. Swagger với Stantler, Dragon Breath với Stantler, cố lên. Stantler bây giờ vẫn còn đang ngủ. Yes. Tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái đòn Sludge Bomb để tấn công Stantler rồi. Nếu mà nó thức dậy á thì mình vẫn có phần trăm là mình vẫn có thể cầu mong rằng cái vận may của mình sẽ giúp ích được trong cái trường hợp này. Hãy cùng cầu mong là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Dragon Breath. Nó thức dậy rồi. Yes. Wow. Yeah, các lượng khổng minh thấy được tương lai. Bây giờ thì chỉ còn Complete C thì chúng ta không cần phải lo lắng nhiều. Cứ giải quyết nó từ từ bằng cái đòn Sludge Bomb và đòn Dragon Breath ở đây thôi. Một trận đấu rất là khó khăn nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiến thắng rồi. Cái này thì không thể có phần trăm để cho con Blissey có thể hạ gục được mình, cho nên là cũng không cần phải quá lo lắng. Chủ yếu là bây giờ biết xong, mình sẽ cho nó xài Swagger. Mình sẽ sử dụng cái đòn Swagger lên Complexy này cho nó tự đánh chính bản thân, như vậy thì cũng sẽ nhanh chóng hơn là những cái đòn hiện tại. Dragon Breath ở đây. Nó cứ sử dụng cái đòn Soft Boy hoài thiệt là phiền. Ok, xem coi mày trụ được tới bao giờ. Nó có thể trụ được rất là lâu đó. Nếu mà mình không sử dụng cái đòn Swagger thành công thì Complexy này cũng sẽ làm mình rất là tốn thời gian. Vẫn là Swagger. Không. Ở đây thì chúng ta cũng có thể tấn công rồi. Một cái đòn Sludge Bomb với Blissey và một cái Dragon Breath cũng với Blissey luôn. Vậy đi. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã có được một cái critical hit, nhưng mà còn Blissey lại tự hồi máu chính bản thân bằng cái đòn Soft Boy. Thiệt là khủng khiếp. Sludge Bomb, Dragon Breath. Cuối cùng thì nó cũng đã tự đánh chính bản thân, nhưng mà cái sức sát thương gây ra được cũng không có quá nhiều. Nãy giờ mình cũng đã có thể kết thúc trận đấu này từ rất lâu rồi, nhưng nếu mà không phải có những cái đòn Soft Boy của Complete C, bây giờ thì thiệt là phiền. Và mình cũng không thể đưa nó vào trạng thái ngủ nữa, bởi vì nó bây giờ nó đang bị tê liệt. Chứ nếu không thì chúng ta cũng có thể kết thúc sớm rồi. Nhưng mà bây giờ thì cứ phải sử dụng cái đòn Dragon Breath cộng với Sludge Bomb vậy thôi. Và nó là hết bị rối trí.
Ok, biết sao không? Mình sẽ cứ sử dụng cái đòn Swagger của Oberyn với Complexity này cho đến khi nó đủ mạnh để giật được khoảng nửa máu của chính nó. Còn con Skylar thì cứ tiếp tục sử dụng cái đòn Dragon Breath ở đây đi. Đi đi ha. Đấy. Swagger. Tự đánh chính bản thân. Ồ, không được rồi. Cái đòn Soft Boy có bao nhiêu PP vậy ta? Nếu mà 30 hay là 25 gì đó cũng sẽ rất là phiền. Nhưng mà vì sao thì... mỗi khi mà con Blitzy hết rối trí thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái đòn Swagger. Còn bây giờ thì chắc chắn là nó cũng chỉ có thể sử dụng cái đòn Soft Boy để tự phòng thủ và kéo dài cái trận đấu này ra mà thôi. Chứ nó không thể tấn công con Skylar và Oberyn của mình được rồi. Sludge Bomb. Dragon Breath. Này. Sludge Bomb. Dragon Breath của mình cũng đã hết PP rồi. Hãy cùng sử dụng cái đòn Outrage ở đây xem coi nó mạnh tới cỡ nào. Nà hả? Sludge Bomb, Outrage, Sludge Bomb, Outrage, Sludge Bomb, Outrage. Cứ vậy mà làm. Đúng rồi, cái đòn Outrage thì sẽ đưa Skylar vào trạng thái rối trí. Và như vậy thì nó cũng có thể có phần trăm tự đánh chính bản thân. Cho nên là lượt này chơi an toàn thì chúng ta cũng sẽ cùng hồi máu cho Skylar. Bây giờ thì Blissey cũng đã hết rối trí rồi. Cho nên chúng ta sẽ lại sử dụng cái đòn Swagger. Cái trận đấu này thì là phiền. Outrage ở đây. Swagger. Vàng cha nổi này lại có Hyper Potion nữa. Nãy giờ là tới cục thứ 1000 rồi phải không? Cái Hyper Potion đó. Trời đất ơi. Sludge Bomb, Outrage. Tuyệt vời. Sludge Bomb, Outrage. Đấy, thêm một lần nữa Sludge Bomb. Oh my god. Cha này sao có... thì không hiểu sao luôn. Nói sao cũng được, Sludge Bomb ở đây. Và... bây giờ thì con Blissey nó cũng đã hết rối trí rồi phải không? Cho nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục sử dụng một cái đòn Swag. Và... Skylar thì vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái đòn Outrage. Vừa rồi thì nó tự đánh chính bản thân, nhưng mà cái đó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Bởi vì... mất rất ít máu. Outrage. Swagger. Outrage. Swagger. Đấy. Sau bao nhiêu khó khăn, không, thật ra cái phần cuối rất là dễ, nhưng mà nói chung cái đoạn đầu của game thì mình cũng đã phải mất ra nhiều thời gian và công sức. Và cái quan trọng nhất là hai thành viên của mình là Scott và Misha cũng đã bị bại trận trong cái cuộc đối đầu này. Như sao thì ở đây chúng ta cũng đã nhận được huy hiệu cân bằng và TM42 chứa đòn Forsaw. Cái đòn này thì khi mà Pokemon của mình đang phải chịu một cái dị trạng giống như là lướt sóng, không phải lướt sóng mà là tê liệt hay là dính độc hay là bị phỏng gì đó, thì cái sức sát thương được gây ra cũng sẽ rất là nhiều. Dù sao thì ở đây là ông này là ông chú của cái thằng Wally hay là ba của thằng Wally gì phải không? Và bây giờ thì ổng cũng sẽ cho chúng ta cái HM03 chứ đoạn lướt sóng. Cái này thì mình biết rõ lắm luôn. Và bây giờ thì cái việc đầu tiên mình phải làm đó là phải bỏ Scott và Misha vào trong hộp để thay thế bằng hai thành viên khác. Đầu tiên là bỏ tụi nó vào hộp đã. Khoan, từ. Mình muốn lấy mấy cái đồ mà tụi nó đang cầm ra. Scott đang cầm cái Quick Claw và Misha thì đang cầm cái Silk Scarf. Đấy, bây giờ thì bỏ tụi nó vào hộp thôi. Quanh đây. Là... quanh đây. Đấy, bây giờ thì rút tụi này ra. Mình có hai con Pokemon nữ trong đội hình là Mirage và Oishi. Còn mấy con đực thì cũng khá là nhiều. Hiện tại thì đội hình của mình đang thiếu cái hệ nào ta? Có hệ lửa nè, phải không? Bây giờ thì mình cần một con hệ nước, hệ cây cũng được. Một con hệ nước và một con hệ điện. Nhưng mà bây giờ thì trong cái hộp của mình chỉ có một con, hai con hệ nước là Water và Darwin mà thôi. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng rút ra Darwin. Mình luôn luôn ưu tiên những con Pokemon cơ bản. Còn Pokemon nữ thì mình có Mirage và Oishi. Nhưng mà bởi vì hồi nãy mình mới rút ra con Darwin là hệ nước rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng Mirage trong thời gian tới. Giả thích sơ và về cái tên Mirage thì đại loại con này mình bắt được trong cái ngọn tháp ảo ảnh là ngọn tháp Mirage, cho nên lấy tên là như vậy cũng khá là hợp, chỉ đơn giản như vậy thôi. Dù sao thì bây giờ con mất kịp con bây giờ thì con Darwin, con mất kịp của mình cũng đã học được cái đòn sọt chưa ta? Học được rồi, tuyệt. Chúng ta sẽ cùng bỏ đi cái đòn Crow ở trong trường hợp này. Và ở đây thì có một cái đường tắt để chúng ta có thể quay trở lại với cái đường bên kia, cái khu vực bên kia nhanh chóng hơn một tí xíu. Mình sẽ cùng lướt qua cái đường này.
đây nè. Đấy. Và bởi vì trên cái đường này thì mình cũng đã bắt Pokemon rồi. Ở đây có tới 2 huấn luyện viên lận cho nên là mình cũng không biết sao. Rồi, chờ sắp xếp đội hình một tí xíu, chúng ta cũng sẽ cùng tung ra Gwen và Vi. Đáng lẽ là hồi nãy nên hồi máu cho đội hình của mình luôn. Thì là sai lầm. Nhưng mà dù sao thì chắc cũng không có ảnh hưởng lắm đâu hả? Ở đây thì chúng ta sẽ có một trận đấu đơn. Hồi nãy thì mình nhắm tới một trận đấu đôi đó, nhưng mà cái tụi này tới level 51 lận. Không sao. Gwen vẫn nhanh hơn và nó có thể sử dụng cái đòn sidekick để hạ gục được con Tentacool này. Quá Tentacool mà level 51 thật là khủng khiếp. Ha ha. Huấn luyện viên thứ hai sẽ có một con Phoebus sidekick. Gwen quá mạnh, quá thiệt là khủng khiếp. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã đến được cái đường số mấy vậy? Đường số 110. Còn bên đây là đường số 103 á. Ở đây thì khoan. Ở đây thì mình cũng có thể tham gia. Đúng rồi, ở đây thì cái nhà ninja cũng sẽ mở lại thêm một lần nữa và chúng ta cũng có thể vào đó để lấy thêm một cái món quà mới. Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì chúng ta cũng sẽ bỏ vào cái phần đăng cài của video tiếp theo. Còn bây giờ thì cũng là lúc thích hợp để chúng ta xem qua câu trả lời cho cái mini game ngày hôm nay. Đó là C-3PO, một con robot ở trong series Star Wars và là bạn đồng hành của R2-D2. Và đó cũng là tất cả những gì mà muốn cho các bạn thấy trong video này. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì, cứ để phần comment dưới video hết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng gặp lại sau. Mình là Đại Yêu luôn. Xin chào.